Dạ cô thuộc mấy cái dàn sới cha chan nha bà con, cha chan Thái Lan nha, mắt Thái Lan nha. Bà con mua sườn, mua máy bán máy. Còn có hai loại bánh, một bánh 1 mét và một bánh 8 tấc. Đẹp nha. Sản phẩm này cái lóc hộp số bảo hành cho bà con, nhông số bảo hành 3 năm. Còn cái lóc máy bảo hành trọn đời. Ok không? Rồi bà con nào mua lúc mà trình diện á, máy chạy ruộng á, vớt bà con 5 triệu, chỉ có một ngày duy nhất thôi bà con. Nếu bà con mua cho ngày trình diện á sẽ được giảm 5 triệu. Dạ, nó có cái dành ở ngoài đi đi đường trường đó nè, đây. Cái dành này đi đường trường rồi, đúng không? Đây nguyên bộ đi đây. ZT 155 Thái Lan. Đẹp cực kỳ không bà con. Quá đẹp luôn. Nó có hai loại bánh nha, một bánh là thước, bánh là 8 tấc. Quá đẹp bà con ơi. Mà mua cái này sẽ biết nào. Này chuyên trang chợ kéo gờ mọt. Quá đẹp. Máy đẹp quá chứ. Dạ. Đẹp quá ha. Còn cái bánh này cao 1 mét chứ, phải không? Không, chưa đo. Quá đẹp luôn. Mà con mua trang ngày trình diễn á, sự trình này sẽ được giảm ngay 5 triệu một bộ rồi. Hay là 5 triệu một sườn. Chỉ có những một ngày nhất ngày chủ nhật thôi nha. Nhật tới nè, là bữa 16 á. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Đẹp thiệt. Quá đẹp.